Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh mỹ phẩm chính hãng Shop Bác Cứng. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bạn và các chị em về cái sản phẩm bút trắng răng của Mỹ này nha. Cái này đang rất là hot và đặc biệt là dành cho những chị cái răng nó không được trắng sáng, nó đang bị vàng ố, hoặc là mấy chị sử dụng kem lên răng hàng ngày nhưng mà vẫn không trắng thì mấy chị nên sử dụng bút trắng răng này để giúp cái răng của mấy chị được trắng sáng hơn và được có cái mùi trong cái miệng của mấy chị được hơn nha. Đây là hàng của Mỹ nha các bạn. Cách hướng dẫn sử dụng thì rất là đơn giản luôn, rất là đơn giản nha. Cái này là một cái đầu lông nè, lông chải. Khi mà mấy chị chải răng đây nè, đó thì nó sẽ làm mềm, nó tiếp xúc với cái răng của mình được mềm mại hơn và được đi vào những cái khe và giúp răng của mình được trắng sáng hơn. Cái này là dịch nè, ở phía trong này là dịch nè, cái chất kem giúp cho răng mình sáng nè. Còn cái này là cái đầu để mình vặn, khi mà mình sử dụng là mình vặn theo cái chiều kim đồng hồ nha các bạn. Mình vặn theo chiều kim đồng hồ thì nước dịch từ trong này ra, gọi là nước kem đánh răng á, nó sẽ từ trong này ra cái bàn chải này. Sau đó các bạn nghe cái hàm răng mình ra, nghe răng mình ra, sau đó các bạn sẽ đánh đều lên trên từng cái răng của mình. Và các bạn nên lưu ý á, khi mà các bạn đánh kem lên răng này á, lên cái răng của mình á, trong vòng từ 5 đến 10 phút thì giúp răng của các bạn được trắng hơn. 10 phút sau các bạn có thể đánh răng lại với kem lên răng để giúp răng mình được sạch và được trắng sáng hơn. Nhưng mà trước khi sử dụng bút trắng răng này nè, các bạn nên đánh răng một lần đi, đánh răng trước một lần. Đặc biệt là trước khi mà mấy chị sử dụng cái bút trắng răng này, phải đánh răng trước khi mà mấy chị sử dụng nha. Đánh răng trước, sau đó mình sẽ dùng cái dịch này nè, mình dặn ra một xíu thôi. Mình dặn theo cái chiều kim đồng hồ nha mấy chị, mình dặn một xíu thôi, mình đánh lên cái răng của mình. Sau từ 5 đến 10 phút thì mấy chị, sau đó mấy chị để cho nó cái chất dịch, cái chất kem lên răng nó sẽ khô trên cái răng của mình, và các chị sẽ súc miệng lại với nước và kem lên răng luôn, để cho cái răng của mình nó được loại bỏ đi những cái lớp ố vàng, cũng như là giúp răng mình được trắng sáng hơn. Và đặc biệt á, đối với những chị mà mới sử dụng cái cây này nè, hoặc là hồi giờ sử dụng á, thì vẫn chú ý một điều á, là sau khi mà mấy chị thử sử dụng xong á, mấy chị không nên là uống nước liền nè, hoặc là mấy chị ăn hoa quả, củ quả hay là ăn bất cứ đồ ăn nào khác thì phải chờ tới 15 phút sau mấy chị mới được ăn hoặc uống nha, chứ đừng có ăn uống liền thì sẽ không có tác dụng đâu. Em và đặc biệt sản phẩm này bên mình đang bán với giá là 19.000 một cây. Cái này hàng chính hãng luôn, mấy chị có thể đặt hàng phía comment phía bên dưới, hoặc là đặt hàng qua Facebook hoặc Zalo bên em là 0355 828057. Bên em có chuyên bán buôn bán sỉ với những mặt hàng và mỹ phẩm giá cực kỳ rẻ luôn, và đặc biệt rất là hiệu quả. Chị nào răng ố, răng vàng hoặc răng chưa được trắng thì hãy nhanh tay comment cho em số lượng và số thoại cũng như là inbox ngay và luôn, để giúp cái răng của mình được trắng sáng hơn và được đẹp hơn và nụ cười được tự tin hơn. Bây giờ em xin kết thúc cái video này và cảm ơn mọi người đã đăng ký kênh và theo dõi những cái video bên em. Bye bye mọi người.